Chà, buổi sáng mùa thu Hà Nội nha mọi người. Đây là Phúc chuẩn bị đi ăn, đi lại đi quay và đi kiếm cái chỗ để ăn sáng. Biết có một cái quán xôi ở đây, đây là cái con đường Nguyễn Công thôi ha. Rất là đẹp nha mọi người. Nội là ngõ nhỏ, phố nhỏ. Ở đây mình tâm sự với lại bánh xôi nha. Có hay mua ở đây rất là đông mà. Rất là ngon ở đây luôn nha mọi người. Bao nhiêu chị? Có cả cá hộ, muối vung gần mua tận bên này. Vì nhà quả cá hộ được nhiều chúng nhỉ. Có 10.000 ở đây rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Rồi mọi người. Rồi từ đây miền Nam. Giờ về ăn. Bye bye chị. Cảm ơn. Rất là ngon luôn nha mọi người, đã mua rồi nè. Có 10.000 thôi. Hà Nội là mát mẻ nhất. Bây giờ Phúc sẽ vô Vinmart. Cái hoa quả để mua đem theo trong lúc mà quay á, cái buồn miệng mà sẽ ăn. Đẹp không mọi người? Không khí rất là trong lành. Đây là Phúc nè. Nó bị soi rồi bây giờ. Con đường là ở sát kế bên đài, kế bên VTV vẫn hay quan biết cho mọi người coi. Cái này không có trường. Giờ bây giờ đi qua bên đường nè. Quay. Nên anh dậy sớm, anh đi quay sớm á. Anh mò mò ra thử cho anh làm một cái vlog buổi sáng mùa thu. Mà đẹp ha. Trời, anh thích cái thời tiết rồi nè. Đẹp nhất luôn con năm á. Cảm ơn em nha, cho em buổi sáng vui vẻ. Bye bye cái đàn hàng C2 anh kia. Những bạn bên Vinmart dễ thương lắm. Ok, mình sẽ đi. Anh cảm ơn nha. Trời, đây là rau quá trời nè mọi người. Thấy không? Ở trong Sài Gòn anh cũng hay mua ở Vin. Ok, cảm ơn em. Về. Ok, thế là kết thúc một ăn sáng. Ăn nhanh 15 phút, 46 rưỡi thì xe đó Phúc đi. Thì tình hình có gì thêm thì Phúc quay thêm. Còn nếu không thì mình sẽ chào hết nhau ở đây. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ nha. Bye bye.
trạm bơm nước của thành phố. Đẹp nhỉ. Mấy cái kiến trúc xưa xưa á. Ngày xưa nên là cái lô cốt. Đấy, lô cốt thì thằng Pháp cứ ở trong này nó bắn ra thì làm sao mà ông nào vào được cái mấy chỗ này. Hàng giấy, hàng hòm, hàng quạt. Mà kiểu phản ánh đời dân thì lại ấy. Đẹp ha, cầu này cũng đẹp này. Đây là cầu Trung Dương. Như cũ đúng không? Cầu này nó gọi là ngày xưa là cầu Thăng Long ấy, là thừa sắt của Pháp thì mang về đây làm cầu này này. Đây là bãi bồi sông Hồng. Mà tại vì dính cái lan can cầu. Lan can cầu này nó là ý nghĩa này. Phải hả? Là quay được, quay được cầu hay chứ. Có cái bài hát về Đội Mùa Thu ấy là quay được cái cầu này. Đấy, buổi sáng mùa thu mà mình quay được cái cảnh sương mờ còn hay nữa.